Mời nhà trai. Dạ, em chào anh Quỳnh. Rồi, ngồi đi em. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu, cách nhau cái hàng rào thôi. Rồi, mình giới thiệu lớn về cho bên kia nghe luôn nha em. Dạ, đầu tiên thì em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Văn Thanh, năm nay em 29 tuổi. Hiện em đang là nhân viên IT của một công ty lập trình web ở bên ở Vấp. Quê em ở dưới Đồng Nai. Đó là lý lịch trước nhà của nhà trai đó. Rồi bây giờ đến nhà gái chúng tôi, em giới thiệu đi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào bạn trai và chào tất cả các khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Lan, năm nay thì em 32 tuổi ạ. Hiện thì em đang sinh sống tại Bình Dương và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em làm bên trưởng bộ phận quản lý về voucher combo cao cấp của một của công ty du lịch Việt Nam ạ. Rồi bây giờ em nói luôn cái phần ưu điểm nhược điểm của mình đi. Dạ theo em thấy thì ưu điểm của em thì em là người rất là hòa đồng, quan tâm đến mọi người xung quanh. Còn nhược điểm của em thì em hơi bị nóng tính và nhiều khi em lý trí quá. Dạ em sống lý trí là nhiều. Dạ rồi mời nhà trai. Em có ưu điểm gì thì em về cái ưu điểm của em thì em khá là vui vẻ, nghĩa là em cũng là một người hay chia sẻ mọi vấn đề lắm, em cũng hay ca hát. Rồi điểm yếu là gì? Điểm yếu của em thì em có hút thuốc. Hút thuốc hả, nhiều không? Cũng tương đối thôi ạ. Bớt hút là được ha. Dạ. Chút xíu thế thì nào đàn gái cũng nói vụ thuốc cho coi. Bạn nữ bên kia là sinh năm 89 đúng không? Dạ đúng rồi anh Linh. Bên đây bạn nam sinh năm 91, nữ lớn hơn 2, trai lớn 1. Sinh năm 91 là tuổi gì Thanh nhỉ? Tuổi Mùi ạ. 89 là tuổi gì ta? Tuổi con rắn anh ạ. Rắn tị hả? Dạ. Tí xù dùng mèo thình tị ngọ mùi thân dậu thức hợi. Hợp. Hợp. Hợp hả? Hợp hợp hợp. Em có mấy mối tình rồi? Em thì cũng một vài ba mối tình chị ạ. Nhưng một mà... vài ba. Dạ. Kiểu như là trên tình bạn và dưới tình yêu ấy ạ. Nó chưa có phải thực sự sâu sắc. Nhưng mà nó đã có một cái mối tình nào mà thực sự là tình yêu chưa? Hay là cả ba vài ba mối tình nó đều là như vậy? Em nghĩ thì là cái mối tình gọi như là gần đây nhất của em ấy là cách đây 6 năm. Trời ơi, 6 năm trời. Dạ vâng ạ. Rồi cô gái là người độc thân. Dạ đúng rồi thôi. Dạ đúng rồi. Vậy đó. Dạ. Dạ nhà gái xin hết ạ. Nhà trai, mấy mối tình thì thông báo cho bên kia biết đi. Em thì trước giờ cũng chỉ có một mối duy nhất thôi anh ạ. Nó cách đây khoảng cũng hơn 6 năm. Mối đó kéo dài mấy năm? Cũng được gần 1 năm ạ. Tại sao lại chia tay? Thì nói chung là nó cũng có mâu thuẫn về bên cái tính cách và các cái luồng suy nghĩ nó khác nhau. Rồi, cho mọi người cũng biết ha. Chào em. Có nghĩa là bây giờ lý lịch trích ngang về tình sử của nhà trai nhà gái rồi gần như nhau. Chỉ có là trên tình bạn xíu, dưới tình yêu xíu đúng không? Và cũng 6 năm trời ăn ở không rồi đó. Vậy thì bây giờ cái mong muốn của em với một cái người bạn gái, bạn ấy sẽ như thế nào? Thì em muốn cái mẫu người bạn gái của em á là một người biết cư xử với mọi người và biết lo lắng cho gia đình. Và thứ hai là có cái đức tính trung thủy. Và có một số cái như là không có hình xăm lớn. Và không nói nhiều. Nhưng mà chị hỏi nè, em có thích một người phụ nữ sống lý trí không? Thì cái mẫu người đó thì với em là hợp, là mẫu người mà dứt khoát trong chuyện tình cảm. Vậy thì bên đây chỉ là 90% rồi đó em. Coi đàn gái coi sao nha. Dạ em chào đàn gái. Dạ. Dễ thương. Đàn trai nhìn qua là thấy ok. Được rồi đó. Em không thích đàn ông có điều gì? Em không thích đàn ông hút thuốc. Tối kỵ đó, tối kỵ đó. Dạ. Anh nói là thế nào dù đúng xảy ra thôi. Rồi chúc hai bạn thỏa thuận với nhau đi ha. Rồi thích gì nữa? Dạ lăng nhăng nữa anh ạ. Em thì là một người cực kỳ trung thủy. Đúng và rồi, em, bạn kia muốn em trung thủy. Dạ và em đòi hỏi cái sự trung thủy người bạn trai của mình rất cao. Nói chung ai cũng mong muốn sự trung thủy của đối phương cả. Em thích mẫu người lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là một người độc lập thôi. Độc lập về suy nghĩ, độc lập về tài chính. Và có những cái gọi như là quyết đoán trong cái công việc lẫn cuộc sống. Rồi còn ngoại hình thì sao?
Ngoại hình thì nói chung là em cũng mong muốn một người cái tướng mạo ưa nhìn một chút, cao tầm khoảng 1m8 trở lên là được. Ôi trời ơi, em mét nhiêu, em sang sảng em nói cho chị nghe coi. Em mét 72 chị. Mét 72 là quá rồi. Quá rồi, được rồi đó. Ừ, vậy được rồi. Mét 8 khó chịu lắm. Vô mà còn phải làm cửa, phải làm em cửa. Em xin lỗi em nói nhầm là 1m68. À, phải làm em cửa. Em xin lỗi em nói nhầm là 1m68. À, 1m68 rồi. Mình vô được. 72 yên tâm đi. Rồi. Đây. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân rồi mình cho họ gặp mặt nha. Em đi với ai vậy? Dạ em đi cùng với mẹ em rồi anh chị của em với cả bạn của em ạ. Rồi, rồi có gia đình nữa. Xin chào bác, chào cả nhà. Mình có ý kiến thế nào về chàng rể tương lai này không bác? Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Tôi là mẹ của cháu Lan. Thì làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn cho con mình có một gia đình nhỏ. Thấy chàng rể tương lai thì cũng được. Ừ. Còn theo quyết định của hai cháu nữa chứ. Dạ. Chào con bác. Đây là gì của Lan? Em là Ngọc Ánh, là bạn thân của Lan ạ. À, bạn thân rồi. Dạ. Lan thấy bạn này thì cũng hiền và cũng chững chạc. Tuy nhiên thì hai bạn cứ nói chuyện thêm một thời gian rồi cũng cho mình cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn cả nhà. Em trai đi với ai? Hôm nay em đi mình anh ạ. À, đi một mình hả? Rồi, không sao. Có tất cả những người đang ủng hộ em và đặc biệt là anh đại diện đàn trai luôn cho. Dạ, em cảm ơn. Được rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi em trai. Em có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có quà chia vui cho tất cả mọi người biết có tặng cái gì nào. Dạ em là một người rất là thích đá banh, em xem đá banh và cũng thích đá luôn. Dạ câu lạc bộ yêu thích của em là Barcelona. Nên là em tặng cho anh một bộ đồ thể thao của Barcelona. Em gái em thích bao bóng, em ở vị trí thích vị trí nào? Dạ em tiền đạo anh ạ. Trời ơi, đó tiền đạo luôn hả? Dưới cho ta. Dạ. Bạn trai có thích chơi đá bóng không? Dạ em thì không chơi đá bóng anh ạ. À, em chơi bóng chuyền. Vậy thôi mỗi đứa sân chơi đi. Vậy thôi mỗi đứa sân chơi đi. Anh có sở thích gì? Thì sở thích của anh là ca hát. Rồi ca hát liền luôn. Đến nhân với hôm nay thì em cũng mang đến một bài hát là bài hát Bức Thư Tình Thứ Hai ạ. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh. Tình yêu khát vọng phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Anh nhớ em, bạn đời ơi. Anh mơ môi sáng tinh xanh, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Hai, bạn gái cảm nhận thế nào? Bây giờ em hát tặng bạn trai lại đi. Dạ em xin hát một đoạn nhỏ trong bài Tình Ngỡ Là Mơ. Cùng nắm chặt tay, cùng xây đắp ngày mai, nguyện cho bao yêu thương chẳng phai tàn. Tìm đến bình yên, tìm đến những vần thơ. Tình yêu bên cung đàn ca hát, rồi những nụ hoa hạnh phúc trong ngày qua. Từ trên đôi môi yêu những tiếng cười, cùng nắm chặt tay. Em quên mất cái đoạn cuối. Rồi, được rồi.
hát giao lưu văn nghệ cho nó thoải mái trước khi chúng ta vào câu chuyện nha. Bây giờ các bạn thật sự thoải mái ra ha, cảm nhận về nhau đi. Thì thấy bạn cũng khá là xinh, cái mẫu người của mình là có một cái móc mái tóc dài thì mình rất thích. Anh đi, anh cho nó tình cổ. Anh có thích đi du lịch không? Thật ra thì cũng có ý định muốn đi du lịch thật, nhưng mà để cái thời gian thì cũng chưa có cho phép. Cho nên là một thời gian sau thì chắc cũng có lẽ cũng sẽ đi du lịch một lần. Tại vì em là người rất là thích di chuyển. Cái sở thích chính là du lịch và đá banh, xem đá banh. Thì cũng hy vọng là anh có thể là đổi sở thích lại một chút xíu, có thể là cùng nhau đi xem những trận bóng yêu thích. Cũng được ạ. Chắc đá không lại em đâu, em đá bóng này đâu. Thì bây giờ đổi qua đổi lại, nói chung là bạn này thì thêm cái sở thích đá banh, bạn kia thêm sở thích bóng chuyền. Bây giờ ta hẹn hò thế nào đó? Em thì làm việc ở tại quận 1. Thì thời gian làm là có ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Thì cũng có thời gian, nếu như mà ngày cuối tuần có thể hẹn hò là cũng có thời gian. Thì anh, công việc của anh thì cũng làm được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Thì cái thời gian nếu mà mình có thời gian rảnh thì cho nhau một cái thời gian nào đó để mình hẹn hò với nhau. Anh có phải là người gia trưởng không? Không, thì bản tính là một người độc lập chứ không có gia trưởng. Nhưng mà mình có thể là bỏ thuốc được không? Cái đó thì cố gắng hết sức. Anh thấy hai bạn có vấn đề này nè. Bạn gái làm du lịch muốn có những chuyến đi không dừng lại, muốn khám phá. Còn bạn trai thì ôm cái máy vi tính ngồi trong phòng, bao giờ cũng khô khan với máy vi tính đó. Chắc chắn là hai con người này sẽ là hai cái trạng thái khác nhau hoàn toàn luôn. Để cân bằng điều đó nó mới quan trọng. Thì đối với anh thì cái việc mà không phải là IT lúc nào cũng khô khan, đối với anh thì nó lại khác. Là một người rất là yêu thương động vật và đa số là thích đi khám phá những cái vùng đất mà nó hoang sơ hơn, chứ không phải là IT nó cứ phải lúc nào cũng gắn với cái máy tính. Em có ghen không? Nếu như bạn ấy đi hay em cứ ngồi suốt trong phòng? Thì cái đó thật ra thì bây giờ nó bình đẳng anh ạ. Công việc nam có, nữ cũng có. Chứ không phải là như ngày xưa là đàn ông đi làm kiếm tiền, bây giờ phụ nữ người ta cũng làm ra tiền. Thì bây giờ công việc của ai người đấy làm, mình không thể nào mà vợ tôi đi làm, tôi ở nhà tôi ngồi tôi ghen. Không có, vợ mình cũng làm ra tiền như mình, tại sao mình ghen làm gì? Rồi được, vậy thì được đó. Quá hay. Em hãy đứng lên đến nắm tay bạn gái. Chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau và nói lên cảm xúc của mình với người đối diện. Thì đến với lần này thì coi như là mình mới duyên với nhau. Thì anh mong là mình cho nhau một cái cơ hội mà mình có thể tiến đến cái tương lai. Thì anh mong là anh có thể dẫn em đi trong những chuyến mini mới của em. Em thì chỉ có một cái mong muốn là anh bỏ thuốc thôi. Tôi thấy ổn rồi đó. Phấn khởi đấy. Vấn đề là bỏ rồi thuốc đây. Thôi bỏ được không? Từ từ bỏ nhỉ. Từ từ bỏ. Nào, để tay vào nút bấm đi các bạn. Đã đến lúc ta đưa ra quyết định của trái tim mình. Suy nghĩ thật kỹ. Đây là cái duyên để xem có nợ với nhau hay không. Hãy làm đúng những gì trái tim mách bảo nha. Rồi, 1 2 3 Chúc mừng, trái tim đã đỏ. Hãy nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Và bây giờ có mẹ và gia đình bạn gái ở đây. Mình hãy nói gì và hứa gì đi với gia đình đi. Đây. Để mà nắm tay được con gái bác như thế này thì con cũng mong là bác cho con một cái cơ hội để hai đứa con tìm hiểu nhau. Tiến được tới hôn nhân thì nó lại càng tốt ạ. Thì em cũng mong muốn là mình sẽ bắt đầu được một mối quan hệ nghiêm túc và có thể là đi xa hơn. Và bây giờ thì bạn trai nào, bạn đặt một cái gọi là đánh dấu á, đánh dấu mối tình của mình. Con cũng xin phép bác, con được hôn con gái bác. Đấy, mẹ xúc động khóc luôn kìa. Đây là những món quà mà chúng tôi dành cho các bạn.
tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Chúc tất cả mọi điều may mắn nhất. Dạ. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn hai đứa. Dạ, cảm ơn chị. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Rồi, mời em giới thiệu lớn lên cho bên nhà gái cùng nghe nha. Dạ, em chào MC Quỳnh Linh. Chào em. Chào MC Hồng Vân. Chào và em. Và bạn gái bên kia. Chào khán giả đừng quay. Em tên là Nguyễn Văn Cầu. Năm nay em được 29 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc ở Quảng Nam. Em làm gì Cầu? Dạ, em làm bên kỹ sư xây dựng. Kỹ xây dựng. Thế từ Quảng Nam em vào thành phố Hồ Chí Minh để tham gia chương trình à? Dạ. Trời, cảm ơn em đã lặn dạ. lội đường xa xa xôi. Hy vọng hôm nay sẽ thành công nha. Dạ. Rồi còn mình giới thiệu đi Cưng. Dạ. Em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào tất cả quý vị khán giả. Chào bạn nam bên cạnh. Em tên là Lê Thị Ánh Vàng. Em sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam nhưng mà hiện tại em đang làm việc tại một chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Ồ vậy. Ủa, hả? Em tên gì em? Dạ em tên Ánh Vàng. Ánh Vàng hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, Cầu Ánh Vàng. Dạ. Trời cầu ơi, gì được nấy. Cầu Ánh Sao bây giờ hai bạn này Cầu Ánh Vàng luôn ghê cầu chứ. Ánh Vàng. Một bạn là quê Quảng Nam, hỏi coi huyện nào. Xin hỏi bạn gái bên kia là ở huyện nào ta? Dạ em ở Đài Lộc, còn anh ạ? Anh ở Tam Kỳ luôn. Dạ. Cũng đâu có xa gì mấy đâu. Dạ, dạ cũng không xa lắm. Ở sát bên dạ. mà. Dạ. Nhưng mà bây giờ cái bạn kia đang làm ở Quảng Nam, bạn này đang nằm ở quận 1. Thì bao dạ. thì năm em về quê mấy lần? Dạ ý là tính là sang năm vào trong Sài Gòn lập nghiệp á. Cũng ủa vậy đó hả? Dạ. Chắc chưa? Dạ chắc. Trời ơi khỏe luôn nữa rồi. Dạ. Rồi vậy là gần gũi rồi. Không lo. Vậy là hợp lý rồi đó. Bạn gái cho đàn trai biết ưu điểm khuyết điểm của bạn đi. Dạ em tuy không có cao nhưng mà não thì đủ dùng. Tuy không cao nhưng não đủ dùng nghe. Dạ. hơi khó tính nhưng mà cực kỳ tốt tính. Hơi khó tính nhưng mà rất tốt tính nghe. Trời. Dạ còn IQ thì không có được tốt bằng IQ lắm nên là rất là ngại giao tiếp với người lạ. IQ dạ. cao hơn EQ hả? Bạn này dạ. có cái cách giới thiệu đáng yêu ghê á. Dạ. Chút phải ghi chép lại đang học bỏ lên mấy cái vở kịch á. Rồi khuyết điểm của bạn là gì? Dạ đó là em hơi khó tính ạ. Gì? Bạn hơi khó tính. Khó cỡ nào? Tức là em luôn đặt ra những cái tiêu chuẩn cho bản thân mình cũng như là cho những người khác nên là nếu mà không có đạt được những cái đó thì sẽ cảm thấy hơi khó chịu, nhiều lúc là cũng sẽ nhăn nhó với lại mọi người. Rồi bạn trai. Dạ ưu điểm của em là hiền lành thật thà, hay giúp đỡ mọi người, với lại mấy người ở đồng nghiệp công ty là khen em là hiền lành hòa nhã dễ tính. Còn khuyết điểm của em thì cũng hay là cào với bạn bè, cũng hay nhậu, tại vì đặc thù của nghề xây dựng là cũng hay anh em mỗi lần chiều thứ bảy chủ nhật gì đó cũng ra quán làm xíu. Không phải lâu lâu mà thấy tuần nào cũng nhậu chứ. Nó xây dựng cuối tuần lãnh lương là nhậu à. Dạ. Kìa. Mà mỗi qua nhìn đàn dạ, trai kìa. Dạ em. Ủa, rồi bên ngân hàng mình có đi nhậu không em? Dạ công việc của em thì chủ yếu làm việc với lại số liệu nên không có phải đi tiếp khách hay là gì nên. Rồi bây giờ cuối tuần người ta đi nhậu rồi em tính sao? Dạ không sao ạ. Nói chung nhậu có chừng mực thì đối với em là ok. Chừng mực là bao nhiêu lon? Dạ không xỉn biết đường về là được. Không xỉn biết đường về. Sao em? Có bao giờ nhậu mà không biết đường về không? Dạ nói chung là em nhậu là biết kiểm soát. Rồi chị hỏi em nè. Dạ. Có nhiều bồ không?
Dạ em thì em được hai mối tình. Mối tình thứ nhất là năm cấp 3, còn mối tình thứ hai thì cũng được lâu, được 2 năm. Tại vì đợt trước là em hay đi làm xa, tại vì công trình của em là làm cầu đường với lại trường học xa đó. Hai đứa do điều kiện gây lộn với nhau thì cũng nói qua nói lại, mình cũng có thời gian gần gũi bạn gái để mình chia sẻ và làm thông cảm. Cái hai đứa giận luôn. Giận luôn, bao lâu rồi cưng? Dạ cách đây 2 năm rồi. 2 năm rồi. Dạ được 2 năm. Đó, cũng do việc là đi nhậu hay đi làm công việc suốt rồi không có chăm sóc. Mà phụ nữ thì cần cái sự quan tâm và chăm sóc hết sức là quan trọng em trai à. Yeah. Đúng rồi, lúc nào phải quan tâm đến người phụ nữ mình yêu. Mà chị hỏi nè, em hình dung cái bạn gái bên Rào này như thế nào? Dạ nói chung là nghe giọng là em thì thích à, nghe Quảng Nam là thích thì lắm. Quê hương mình là mình thích rồi. Dạ. Đó đương nhiên rồi. Nhưng mà giọng bạn gái, cái tên về tính cách thì em thấy là rất là ok. Nãy em nghe bạn giới thiệu về mình em thấy ấn tượng ghê không? Dạ, chị còn ấn tượng nữa. Dạ. Em hình dung cô gái bên đây có cái diện mạo ra sao? Thì em nghĩ là 1m khoảng 58-59. Mét 58-59. Dạ, còn thân hình nói chung thì cũng đều đặn. Mái tóc thì mái tóc dài. Mái tóc dài, màu đen hay màu gì? Dạ màu đen. Màu đen. Dạ. Da trắng hay là da đen nè? Dạ da trắng. Da trắng. Mấy cái người hiện đại anh nghĩ rằng tóc không dài đâu. Lên. Anh đoán. Tôi là người hiện đại. Hả? Không, Vân không dài, Vân vẫn truyền thống đấy Vân. Theo tôi là cô gái kia là thường những người IQ cao á thì họ không để tóc dài đâu. Tóc dài đầu ngứa ngái IQ có nổi ra ngoài ngứa ngái. Rồi tóc ngắn anh đoán như vậy đó. Dạ. Thôi để anh qua xem đàn gái thế nào nha. Dạ. Trời. Tôi nói có sai đâu. Vậy em nói thử cái tóc em như vậy từ đó giờ hay là hồi đó em có để dài không? Em cho một cái điểm cho bạn trai bên kia coi. Dạ. Em cắt từ năm 2015 ạ. Lúc trước thì em cũng đã từng để dài tóc chắc đến lưng ấy. Dạ. Nhưng mà em cảm thấy nó tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc trong việc gội rửa. Nên là em quyết định là cắt tóc. Nhưng mà giờ thì em lại thấy hơi hối hận. Tại vì thời gian và tiền bạc đầu tư vào việc cắt nó thì nó lại nhiều hơn cái việc gội. Con gái có mấy mối tình rồi? Dạ em ế từ trong bụng mẹ ế ra. Ế từ trong bụng mẹ ế ra. Thấy thương ghê không? Thiệt không? Dạ thiệt. Không có mối tình nào luôn hả? Dạ không có một mối tình, chưa từng nắm tay luôn. Ai tin tôi cùi liền á. Sao vậy? Dạ tại vì lúc em nhỏ khó quá thì sao? Dạ cũng có nhiều lý do lắm. Và khó là cũng là một phần. Còn thêm cái nữa là hồi nhỏ em nghe lời phụ huynh và thầy cô làm con ngoan trò giỏi nên là không có yêu đương. Sau này đi làm, ra trường đi làm thì lại vì tin tưởng mọi người quá nên là em lễ. Ủa sao tin tưởng mọi người ấy? Tại vì em chơi với một đám bạn thì cũng độc thân giống như em. Nên em cảm thấy là chơi với bạn thì lại vui hơn là có người yêu. Trời đất ơi. Thành ra lại là lần lượt là có người yêu và đi lấy chồng, lấy vợ. Tụi nó đi lấy chồng, lấy vợ hết rồi. Bỏ giờ còn chừa lại mình ơn em thôi. Dạ nếu mà chưa lập gia đình thì cũng có người yêu rồi. Được rồi. Một người năng động xinh xắn này không có người yêu đúng không? Không ai tin nhưng mà nói ra lý do thì có thể. Em tưởng tượng cái người bên Rào như thế nào? Con trai Quảng Nam đó. Chắc em nghĩ là chiều cao thì về ngoại hình thì chiều cao là chắc sẽ cao hơn em. Thì dĩ nhiên. Dĩ đàn ông hay cao lắm. Em hy vọng là cao trên 1m65. Dạ. Hơn nữa đó. Dạ vì em muốn cải thiện F1. Còn không cần quá trau chuốt nhưng mà phải gọn gàng sạch sẽ. À, dạ. Đó, em hình dung về... đi, em tả cái bạn đó đi. Hai điều em nói là đúng rồi đó. Dạ về tính cách thì trưởng chạc, trưởng thành để có thể là lo giúp em. Tại vì em tính cũng hơi trẻ con tí. Bạn này trưởng chạc đó. Dạ. Bạn này phải nói cũng phong độ, đẹp trai đó. Anh thấy cũng đủ để các bạn có thể cảm nhận về nhau rồi. Bây giờ hỏi người thân đi. Em trai đi với ai? Dạ hồi nãy thì cũng có đi với bạn nhưng mà bạn có việc mất. Rồi bạn về rồi ha. Dạ. Thôi được rồi, cũng có mọi người ủng hộ bạn. Em gái đi với ai? Dạ em đi với lại hội anh chị em đồng nghiệp thân thiết của em. Dạ xin chào hai MC và chào quý vị khán giả và chào anh ạ. Dạ em chào là em gái của chị Ánh Vàng. Dạ anh có thể cho em hỏi một câu được không ạ? Dạ được. Anh lúc nãy thì em có nói là anh dự định là năm sau là mình sẽ vào Sài Gòn để làm việc đúng không ạ? Đúng. Thì anh đã chuẩn bị gì cho cái kế hoạch đó chưa? Trước khi anh đăng ký vào chương trình này anh cũng phải dự định cho bản thân mình trước. Mới vào nay cũng hơi lạ xíu tại vì thành mức sống ở thành phố với lại cái nhịp sống hơi nhộn nhịp. Từ từ thì anh cũng bắt nhịp lại. Thì anh cũng chuẩn bị cũng nhờ bạn bè gì đó là cũng mong muốn là tìm cho mình công việc.
để mình ổn định. Dạ em cảm ơn anh. À, chị Vàng nhà em á, thì có chút khó tính chút xíu, nhưng mà chỉ là cảm giác ban đầu thôi. Nếu mà thân thiết rồi thì sẽ rất là dễ thương, tốt bụng và biết hiểu cho người khác. Thì em nghĩ là chắc chị Vàng cũng sẽ hiểu cho anh. Nếu mà hai người có thể đến với nhau thì chắc là có thể chờ đến ngày anh vào Sài Gòn. Còn chị Vàng ơi, em thấy anh bên này cũng dễ thương, cũng thật thà. Nếu mà chị cảm thấy ưng á, thì có thể cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn em gái. Ok. Mở rào cho hai bạn gặp mặt đi. Rồi, tới luôn. Rồi, tặng em. À. Bó hoa và sô-cô-la. Dạ, em rất là thích món quà này. Tôi cầm cho. Đó. Em cũng có một món quà tặng anh. Đây là bánh em tự làm. Rồi, cảm ơn em rất em nhiều. Em có một đam mê đó là rất là thích làm bánh, là rất là thích đồ ngọt. Cái này là mới làm sáng nay, lúc mà làm thì vừa nhỏ bọt và xong cũng suy nghĩ, tưởng tượng ra là người nam mà đến chiều nay mình gặp là sẽ như thế nào. Nói chung vừa nặng bánh và vừa nặng người luôn, nên là anh cứ từ từ. Rồi, anh rất là cảm ơn món quà của em. Dạ. Đây nè, mấy chục năm chưa bao giờ gặp mặt đó, bây giờ lần đầu tiên gặp mặt các bạn cảm nhận thế nào? Theo em thì thấy bạn nữ rất là dễ thương, vì ngoại hình rất là xinh đẹp. Lạ đúng không? Dạ. Nhìn rất là lạ. Còn bạn gái nữ cảm nhận bạn trai thế nào? Đầu tiên thì em rất là có cảm tình, tại vì là người đồng hương, lại người Quảng Nam thì rất là tính tình thì rất là thật thà, chất phác. Nói chung về ngoại hình thì em thấy là đã đảm bảo được cái tiêu chuẩn của em. Cho em hỏi là anh có hay thường xuyên giúp đỡ mẹ trong công việc nhà hay là? Có chứ anh, tại vì em biết sao không? Ba anh là mất sớm, là nhà anh là có mẹ với lại hai anh em trai, nhưng mà anh là anh tay cả nên anh cũng rất là chú tâm đến gia đình, nên anh rất là giúp mẹ. Nếu mà sau này mà anh có thể sẵn sàng chia sẻ công việc nhà với người bạn đời của anh không? Anh tất nhiên anh chấp nhận. Tại vì em rất là thích làm bánh, nhưng mà em lại không giỏi nấu ăn, mà em cũng không thích nấu ăn. Trời ơi, anh thấy nhìn này anh không cơ bắp thế này phụ giúp em thoải mái. Vậy làm bánh cho anh ăn suốt cuộc đời luôn đi. Tương lai thì khoảng bao lâu tụi em có thể tiến tới hôn nhân được, trao đổi với nhau đi? Thì em nghĩ đi. Em thì có thể là đã sẵn sàng, nhưng mà em nghĩ cái này chắc là tùy duyên, tức là cái cơ hội mình tìm hiểu. Đúng xong rồi. Nếu mà hợp nhau thì là có thể tiến xa hơn. Anh cũng mong em cho anh cơ hội. Về quan điểm con trai con gái thế nào? Như anh có phải là người gia trưởng gái đưa con trai đó? Anh thì không gia trưởng. Anh nói chung là anh nghĩ theo hôn nhân thì nên tôn trọng giữa vợ chồng với nhau. Khi mà hai người nhận nhau thì ai sẽ là người làm hòa trước? Thì tất nhiên sẽ anh. Anh sẽ dỗ người yêu anh chứ. Bây giờ bạn trai đứng biến tới nắm tay bạn gái. Nói chung anh cũng mong muốn là cho anh một cơ hội để sự ấm trái tim em. Dạ. Em rồi. Cũng hy vọng là hai người sẽ cho một cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Rồi, vào vị trí. Chúng ta hướng mắt về phía trước, để tay vào nút bấm. Đó là lúc chúng ta làm nhiệm vụ của trái tim mình. Trái tim mình bảo sao mình làm y chang thế. Thích thì bấm ngay, rung động là bấm ngay, đừng chần chờ gì cả. Đó, rồi xong. Lên kia. Đó, không ai giành được. Ồ. Luôn rồi. Rồi, rồi xong. Rồi, phải mạnh mẽ như thế chứ. Dạ. Coi như là cá gặp về bên nước rồi đó. Ừ, cá gặp nước. Hồi nãy là bạn này bạn phạm luật, bây giờ luật mới cho phép bạn hôn nè. Trời ơi, cái hôn hồi nãy nó mới là hay đó. Hồi nãy là bạn phạm luật. Rồi hôn nữa đi. Đó, ừ. Cho ơi lần đầu. Ủa em mọi người ơi. Lần đầu của em luôn đó. Lần đầu luôn đó. Rồi đây là những món quà mà chúng tôi gửi tặng cho các bạn. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng
thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Chúc các bạn hạnh phúc nào. Em cảm ơn ạ. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ, mời chị ngồi. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn ngồi. Dạ, cảm ơn em. Mời đàn gái giới thiệu về mình. Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Nam Thư. Chào quý khán giả, em tên là Trần Kim Thấm. Năm nay em 33 tuổi ạ. Hiện tại sống ở thành phố, ở quê ở miền Tây là Bạc Liêu đó anh. Bạc Liêu. Dạ. Thấm ở thành phố, Thấm làm gì? Dạ, hiện tại em là trưởng bộ phận kinh doanh của công ty Kèm Nghĩa. Còn bạn trai giới thiệu đi. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào Nam Thư. Dạ. Và xin chào toàn bộ quý vị khán giả. Mình tên là Lương Văn Hợp, 37 tuổi, quê quán Bắc Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Em có một công ty về sản xuất bao bì giấy ở bên Bình Tân. Dạ. Có làm chủ cái công ty đó luôn? Đại khái là vậy. À, cái đường tình duyên của em thế nào? Đường tình duyên của em thì nó không được đẹp lắm. Tức là năm 2006 thì em có lập gia đình với một bạn đó 2 tháng, sau đó là chia tay. Đăng ký kết hôn rồi có 2 tháng phải chia tay nhau vậy? Bạn gái lúc đó thì có mẹ với bà ngoại là bệnh nặng, là muốn an tâm về con, về cháu gái vậy đó. Thì bạn gái đề nghị với em là sẽ làm đám cưới xong thì hay lại trở về bình thường. Em thì em nghĩ là nếu mà có thể được thì cũng ổn định luôn, nhưng mà nó cảm giác là nó miễn cưỡng, nó không ổn. Ủa, tụi em quen nhau lâu không mà đàn gái có thể đề nghị cái điều đó? Khoảng tầm 2-3 tháng gì đó. Quen có 2-3 tháng thôi. Dạ. Cũng chủ động, tức là hai bên đã thỏa thuận với nhau rồi, là rõ ràng là như vậy rồi. Rồi, coi như mà lỡ một lần đò. Vậy còn Thắm, tình trường của mình như thế nào? Dạ, em có 4 mối tình. Mối tình đầu tiên của em thì em có đính hôn, nhưng một năm thì mình chia tay, mình cảm thấy không hợp. Sau đó thì mình cũng quen một vài bạn trai. Và mối tình gần đây nhất là mình mới chia tay được gần một năm. Và lý do mình chia tay là mình không cảm nhận được sự quan tâm từ người bạn trai. Người bạn trai không bao giờ hỏi mình đi đâu, làm gì, ăn cơm chưa, đi chơi với ai, đi mấy giờ về. Mình cảm thấy nó quá lạnh, cho nên là sau 3 năm mình quyết định chia tay. Vậy còn cái lần đính hôn đầu tiên, tại sao mình đính hôn rồi mà cuối cùng mình không tiến tới? Cái đó là khoảng cách. Tình yêu không đủ lớn để vượt qua khoảng cách cho nên mình chia tay. Yêu xa. Dạ vâng, đúng rồi. Bây giờ bên đàn gái muốn tìm một bạn trai như thế nào? Biết chia sẻ và quan tâm cho gia đình, đặc biệt là người phụ nữ của mình, không thoái thác hết các việc của gia đình cho vợ. Em có một mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, chắc anh Quyền Linh. Anh này đẹp trai hơn anh Quyền Linh. Dạ. Vậy còn bên đàn trai, anh mong muốn tìm được một người phụ nữ như thế nào ạ? Dạ, thân hình cân đối, gương mặt thì xinh xắn và ứng xử khéo léo, dịu dàng và cũng chu đáo trong cái công việc gia đình. Bạn gái, bà không thích điều gì ở đàn ông? Thứ nhất là hút thuốc. Hút thuốc? Dạ, em rất là ghét mùi thuốc. Thứ hai là mê nhậu hơn mê vợ. Thứ ba là không biết làm việc gia đình, có nghĩa là nấu ăn hay là giặt giũ hay là chăm con. Ba điều đó đưa ra, em có vướng vào một điều nào đó không? Dạ, hút thuốc thì em cũng không hút, nhưng mà châm thuốc cho ông Địa hàng ngày thì vẫn châm. Tức là cái miệng sẽ có mùi thuốc. Còn chuyện gia đình á, thì em nghĩ là những cái việc ở trong gia đình, tẩy khá như quét nhà hay là giặt đồ cái gì đó, thì cái đó làm thực ra là để giảm stress thôi, chứ nó chẳng phải nặng nhọc gì. Còn khi mà chia sẻ thì có nhiều cách chia sẻ, nếu như bạn nữ vui mà cảm thấy là chia sẻ như vậy là vui hơn. Cái chuyện một số việc khác thì ok, thì cũng không có gì cả. Còn cái vấn đề thứ ba nữa thì quan tâm, thì em nghĩ là người con trai hay người con gái cũng vậy, cũng cần có một việc để làm và có một người để yêu, để nhớ. Thì khi người ta yêu người đó thì chắc chắn người ta sẽ phải nhớ và quan tâm về người đó. Đó là điều dĩ nhiên và cái đó cũng rất khó miễn cưỡng. Nếu như bạn kia đã thực sự yêu thì cái chuyện đó cũng không cần phải đòi hỏi, tự nó sẽ tới. Tại vì yêu là từ trong con tim mình, em nghĩ là như thế.
phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt, thì phụ nữ lúc nào cũng muốn chồng mình, muốn bạn trai của mình muốn nhìn thấy rõ ràng, thể nhìn thấy. Đúng. Có thể là một cái lời nói hoặc một cái hành động hoặc một cái gì đó, tại vì đó là những cái khoảnh khắc mà hạnh phúc hai người dành cho nhau. Nếu mà không có những khoảnh khắc, không có sự quan tâm, nó cuộc sống nó rất là tẻ nhạt. Đúng rồi, Thư hoàn toàn đồng ý với em. Đàn ông luôn mặc định việc nhà, việc nội trợ là của phụ nữ. Thực sự những việc đó phụ nữ chúng tôi có thể làm được, đúng không? Nhưng mà tại sao yêu cầu đàn ông phải share cái việc đó, phải chia sẻ cái việc đó là sao? Cùng làm việc nhà, cái cảm xúc của vợ chồng nó sẽ gắn kết hơn. Cùng đúng rửa cái chén, em đứng rửa, anh đứng tráng. Đó, thao đồ, giặt đồ, em bỏ vô máy, anh đỡ bóc lên anh phơi. Hoặc là dọn dẹp chung. Cái đó nó gắn kết tình cảm thực sự rất là nhiều. Có đôi khi hai vợ chồng đầy đủ điều kiện, chúng ta có thể thuê một cái người nào đó giữ cho con, rồi làm việc này thì mình chủ yếu kiếm tiền cũng được. Dạ. Cái điều quan trọng nhất là quan tâm tới nhau. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cùng đồng hành làm những việc đó với nhau thì cái tình cảm nó khác. Khó lắm, nhiều và khi đàn ông bây sáng. Giờ thì họ thiếu cái điều đó lắm. Không có đâu. Chị rất thích cái quan điểm này của em. Dạ, vâng. Em thì em nghĩ là việc nhà thì không nhất thiết phải là rửa chén. Ví dụ như cô vợ rửa chén, còn em đi sửa điện nước hay là quét mạng nhện chẳng hạn. Ừ. Chào anh. Nãy giờ nghe giọng nói là Thư tưởng tượng một cái gương mặt khác, một cái kiểu khác, nhưng mà gặp anh thì khác. Em nhìn đàn ông lắm, phương phi đàn ông. Nhìn hả, em tưởng bên đây đàn bà. Anh kỳ quá. Người ta phân biệt cái nét đẹp, ví dụ như em phân biệt nét đẹp là vậy, cái gương mặt đàn ông đó, nhưng gương mặt của anh là gương mặt bánh bao, rồi có những cái nét đẹp cool boy, có những đẹp ngầu ngầu, có nét đẹp baby, có nét đẹp lãng tử, có nét đẹp đểu đểu, anh hiểu không? Nhiều lắm, em phân biệt nhiều lắm. Cái gương mặt anh này mặc như điền đàn ông, không đẹp, tráng rộng. Nó khen người ta mặc như điền, nó khen tôi mặc bánh bao. Anh cho em hỏi nha, giờ tới em nè. Ừ. Ví dụ như là một cô gái trước đó họ có thể là một người phụ nữ hiện đại, nhưng về với anh, họ yêu anh thì họ thay đổi là họ sẽ giảm việc ở ngoài. Anh nghĩ thì dĩ nhiên là cái người phụ nữ hiện tại bây giờ thì họ cũng có nhu cầu về xã hội. Dạ. Thế nên nếu mà họ đã giảm cái lượng công việc ở bên ngoài để họ quan tâm tới gia đình. Dạ. Thì đồng nghĩa với việc là cái người đàn ông mình cũng phải nhìn lại cái sự hy sinh của cái người phụ nữ đó, chứ không phải là một cái gì nó thay đổi dễ dàng. Anh nghĩ là như vậy. Vỗ tay cho câu trả lời của anh. Cảm ơn anh. Anh thích một mẫu người phụ nữ hiện đại hay truyền thống? Anh thì anh thích với gia đình thì nên theo truyền thống, còn nếu mà với xã hội thì nên hiện đại. Ra anh hơi tham lam. Giờ kiếm người phụ nữ ra đường hết sức là hiện đại, hết sức là văn minh, nhưng về nhà như một con mèo ngoan, chăm chồng truyền thống. Hơi khó hả em? Em làm được không? Vì làm kinh doanh cho nên em có tư duy rất là hiện đại. Ừ. Nhưng vì em là xuất thân từ miền Tây, Bạc Liêu, cho nên công dung ngôn hạnh hoặc là nữ công gia chánh là em có thể đảm đang được. Đó. Trời, bên nhà gái em là được cả hai luôn đó. Số 1, bộ đồ anh đang mặc ai chọn cho anh? Anh thích cái màu và anh phải hỏi tư vấn một người bạn của anh. Con gái hay con trai? Dĩ anh con trai. Bạn anh có người yêu chưa? Bạn anh hình như là nghe nói cũng chụp hình cưới rồi. Dạ thôi được rồi, em không hỏi nữa. Cảm ơn anh. Bây giờ đàn gái hỏi hơi nhiều ha. Bây giờ mình gặp hai họ đi. Dạ. Em trai đi với ai? Em đi với em trai, nhà hai em nữa. Em ruột hả? Dạ. Rồi chào em. Dạ. Chào tất cả quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư. Đầu tiên em thấy người bạn gái bên này thì có một dáng hình rất là xinh xắn. Cũng thấy rất nhiều cái quan điểm giống nhau. Còn em chia sẻ thêm một chút về anh trai của em. Anh là một người rất chu đáo, anh rất chỉ là nghiêm túc trong cái chuyện mà hẹn hò. Em muốn là hai người cho nhau một cái cơ hội để sau chương trình này thì mình có thể tiến tới xa hơn. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Mời đàn gái. Thắm, hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đi với bốn bạn đồng nghiệp. Dạ, em lời đầu tiên em xin chào tất cả quý vị khán giả và anh Quyền Linh, chị Nam Thư. Thì em là đồng nghiệp của chị Thắm. Về anh thì em ấn tượng đầu tiên lúc mà anh vừa mới bước lên thì từ cử chỉ đặt bó hoa xuống, đặt hộp quà xuống thì em khá là ấn tượng. Cảm giác như là anh rất là tử tế. Thì không biết là style của anh lúc ở công sở như thế nào, chưa hình dung ra được rõ, nhưng mà style hiện tại thì rất là chất. Em thấy là thực sự là anh này cũng phù hợp với chị. Chị cũng thấy vậy. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Dạ, mở rào. Bắt đầu đi. Đó, không gian này là của hai bạn. Dì xin tặng em
Dạ, hoa. Cảm ơn anh. Hoa đẹp quá. Dạ. Anh xin tặng một món quà này nữa. À, đây là chiếc khăn quàng cổ. Anh rất trân trọng cái mối quan hệ ngày hôm nay. Dạ vâng. Đó là ý nghĩa. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng cho anh. Em mở ra. Đây là một bộ sản phẩm chăm sóc cá nhân. Cái ý nghĩa là anh phải chăm sóc bản thân anh thật tốt thì anh mới có thể chăm sóc được người yêu và người phụ nữ của anh tốt nhất. Anh cảm ơn cầm cho. Đây quà, đây là một chiếc khăn hả? Dạ. Anh có thể anh, okay. Cột. À, đây em cầm luôn cho, em phụ cho. Ừ, nhiệm vụ của em là vậy mà. Đây đây. Trời ơi, chọn cái khăn màu cũng tinh tế nữa. Cái gu của thẩm mỹ ông này là tôi chịu rồi đó. Anh chưa có khăn cho ai và cũng chưa có khăn cho mình. Thế nên... Đúng rồi. Anh sẽ cột thế này thôi nhá. Đám cưới em làm dâu phụ được hả Thư? Sao vậy anh? Đám cưới em làm dâu phụ á. Dạ. Anh làm rể phụ cho. Dạ, vâng, cảm ơn anh. Anh cảm ơn anh. Ngồi đi, mến ngồi, mến ngồi. Ừ, tự nhiên như ở nhà. Phát khăn đẹp quá hả? Dạ, cảm ơn anh. Về vấn đề hôn nhân á, dự định đến khi nào anh có thể lập gia đình đám cưới? Theo anh nghĩ khoảng 3 tới 6 tháng. Thời gian có thể nhiều hơn nhưng mà bằng cách không để thời gian kéo dài anh sẽ làm cho nó cấp tốc hơn. Dạ. Còn một quan niệm em muốn hỏi anh nghĩ như thế nào về sống thử trước hôn nhân? Nói thiệt tình là anh cũng không biết như thế nào nữa. Tại vì anh cũng nghe xã hội người ta cũng bàn tán nhiều ý kiến. Nhưng mà quan điểm của anh thì anh nghĩ là không nên. Về cơ bản trong một người con trai với một người con gái ấy, thì nói về trách nhiệm gia đình và trách nhiệm xã hội ấy, thì cái người đàn ông phải là nhiều hơn. Và trong việc sống thử khi mà nó không thành công ấy, cái người đàn ông lúc đó họ không còn trách nhiệm gì với cái phía bên kia. Mình cảm giác là nó không ổn lắm. Anh mà có con gái thì anh sẽ không thích chuyện đó. Thì em thì có quan điểm khác. Em nghĩ rằng khi mà hai người yêu nhau đủ chín mùi thì việc sống thử trước hôn nhân nó cũng là một cái lợi thế để hai người có thời gian hiểu rõ nhau về cuộc sống với nhau như thế nào. Thật ra em chứng kiến rất là nhiều bạn bè em quen nhau, cưới nhau rồi sau đó hôn nhân tan vỡ vì chưa hiểu nhau thật sự, chưa chấp nhận được những cái thói xấu hoặc là những cái điều không tốt của nhau. Anh thì anh nghĩ là cái việc mà tìm hiểu nhau nó thực tế hơn đó, không nhất định cứ phải sống thử, tức là mình sẽ có nhiều cách để tìm hiểu nhau. Trước đây không cần sống thử, họ cũng tìm hiểu nhau, họ cũng hạnh phúc vậy, tại sao cứ phải sống thử? Mà rất là nhiều nơi họ cũng văn hóa khác mình, họ cũng sống thử liên tục đó chứ. Nhưng mà họ cũng chắc gì đã hạnh phúc hơn mình đâu. Anh không có phủ nhận cái chuyện là cái tác dụng của nó, nhưng mà anh nghĩ là sẽ có nhiều cách lựa chọn tốt hơn là cái việc đó. Em á, cá nhân em á, thì em tôn trọng cái điều đó. Và cái điều đó nó giúp em hiểu được sâu hơn cái người mình chọn làm chồng và quyết định của mình nó xứng đáng để mình chọn. Đúng là hồi trưa ông bà chúng ta nói là không có nên ăn cơm trước kẽn, nhưng mà với cái thời bây giờ và cái xã hội hiện tại, em nghĩ điều đó để giúp người ta hiểu sâu hơn, nhiều hơn với nhau, để tránh những cái sau này hối hận rồi. Vì ngày xưa tôi chưa hiểu anh, vì ngày xưa tôi chưa biết anh, vì ngày xưa tôi chưa biết tật này của anh nên tôi hối hận. Những cái câu đó nó rất đơn giản nhưng nó sẽ găm vào tim gan của người khác. Thực sự là anh không dám phủ nhận chuyện đó, nhưng mà chỉ có điều anh thấy nó sao sao á. Sao sao? Nếu mà chưa lập gia đình mà bây giờ chính thống mà tuyên bố là hai người sống thử với nhau thì anh nghĩ là anh sẽ không dám. Cái chuyện sống thử nó cũng không quan trọng đâu. Quan trọng là mình có yêu thương nhau không. Dạ, đúng bây rồi. Giờ cưới nhau giống như anh, cưới nhau mới có 2 tháng à, chúng ta đã chia tay nhau rồi. Thật sự đây là một trong những cái điều mà chúng ta cũng xem lại. Một cuộc hôn nhân mà sống thử, người chịu thiệt thòi nhất là phụ nữ. Vẫn là phụ nữ. Ví dụ người hiểu chuyện nói cô đó yêu anh đó mấy năm trời rồi thôi chia tay. Người không hiểu chuyện người ta nói trời ơi con nhỏ đó sống với thằng đó bao nhiêu năm còn cái gì nữa. Người thiệt thòi vẫn là phụ nữ. Con ông có thể sống thử cô này, sống thử em 6 tháng rồi xong yêu cô khác sống thử 1 năm vẫn có thể lấy vợ hoài hoài. Cái thời gian mà tìm hiểu á là giấu, anh yêu giấu em yêu giấu giấu hết đó. Nhưng sống thử thời gian lòi ra hết à. Bởi vì sao? Đàn ông sợ một cái điều duy nhất, 2 từ: trách nhiệm. Giống như em đã nói rồi á, yêu nhau là một chuyện, sống với nhau là một chuyện. Vì khi sống với nhau á là phải dung hòa. Vì anh tốt cái này nhưng mà em không tốt thì anh phải thông cảm với điều đó. Tại vì con người không có ai hoàn hảo cả. Và em không hề muốn tìm một người đàn ông hoàn hảo. Em muốn tìm một người biết chăm sóc và chia sẻ. Người đàn ông biết chăm sóc, chia sẻ mới mang đến cái gia đình hạnh phúc. Chứ thật sự tiền không mang đến trong gia đình mình hạnh phúc. Chết đứa đời.
thiệt. Bây giờ mình nói một vấn đề nữa thôi, mình kết thúc ha. Chị là con trai của em. Mình thích con trai con gái, quan điểm mỗi người luôn, bởi vì cái chuyện này cũng quan trọng lắm. Việc con cái á là việc trời cho, con nào cũng là con cả. Nếu có điều kiện thì xin nhiều, không có điều kiện xin hai đứa. Còn anh ấy thì anh nghĩ là anh thích đông một chút, ví dụ như ba chẳng hạn. Và anh là người nói chung là cá tính mạnh, nên anh cũng hy vọng là anh cũng có một người con trai đó. Nói chung là có một cái người bạn cùng đồng hành trong cái công việc sau này. Dạ. Đấy, cái này hết sức quan trọng. Ai cũng muốn có con trai, và cuối cùng nếu như phụ nữ không đẻ được con trai và cứ thế đẻ hoài chừng nào được con trai thì dạ, sao? Và xuất phát cái mâu thuẫn từ đây. Gia đình em là ba chị em gái, ba em không có con trai. Nhưng mà ba người con gái thì cha cảm thấy rất hạnh phúc vì ba người con gái rất là gần gũi và chăm ba rất là nhiều. Và vấn đề sinh con trai hay sinh con gái không có nằm ở người phụ nữ. Dạ. Dạ, y học đã chứng minh. Con trai con gái cũng quan trọng, và... quan trọng là chăm sóc con mình lớn lên, khôn ngoan, thành đạt như thế nào đó thôi. Thôi, chúng ta kết thúc câu chuyện ngày hôm nay. Xin mời hai anh chị mình bỏ tay vào nút bấm. Hai anh chị đều đủ tinh tế để có thể cảm nhận về nhau là người như thế nào. Thanh xuân như một tách trà, thôi đừng lần lựa hết bà thanh xuân ha. Rồi, 3, 2, 1. Hết thời gian. Rồi, nào. Cô gái không bấm. Dạ. Lý do sao Thắm? Dạ, tại vì thứ nhất là em có yêu cầu là một người đàn ông biết quan tâm, chia sẻ. Vì em là người phụ nữ độc lập cho nên cả điện, cả nước, cái gì em cũng có thể làm được. Nửa công gia chánh, cơm nước trong gia đình. Cho nên em rất là cần người đó cùng đồng hành với mình trong cuộc sống sắp tới. Vì đó là những cái niềm vui tuy nhỏ nhưng mà nó mang lại hạnh phúc nhiều trong cái cuộc sống hôn nhân. Em nghĩ là mình phải tôn trọng cái ý kiến, tức là mỗi người sẽ có một cái quan niệm sống. Và nếu như mà nó mà hòa hợp với nhau mà đã thích nhau á thì chuyện gì cũng bỏ qua được. Còn nếu mà mình cứ miễn cưỡng thì em nghĩ là cũng không tốt. Ừ, đúng rồi. Và hình như hôm nay các bạn không có nợ với nhau. Dạ. Nợ này sẽ có một người nào đó họ sẽ gắn với các bạn. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình nhé. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Hãy giữ lấy món quà này, xem như chúng ta có một kỷ niệm trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rất tiếc các bạn không bấm nút hẹn hò nên chưa may mắn nhận được phần quà là một cặp vé du lịch Dubai trị giá 60 triệu đồng đến từ thương hiệu Vietsun Travel. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da, mũ trôm Tân Gia Khang bao gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đan Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Rất tiếc hai bạn không bấm nút hẹn hò nên chưa có cơ hội nhận được cặp nhẫn hẹn hò và voucher mua nhẫn cưới và thuê xe cưới đến từ thương hiệu nữ trang Anh Phương Jewelry. Cảm xúc của Thư là Thư hơi bị bất ngờ. Tại vì Thư nghĩ là hai người rất là hợp nhau, rất là hợp nhau. Nhưng mà chị vẫn tôn trọng quyết định của em. Yeah. Anh biết thế này là đây là một chàng trai rất là giỏi, có một cái khát vọng cũng lớn nhưng mà anh ấy chưa quyết liệt. Có thể là anh hơi chung chung chút xíu nên cũng chưa truyền tải được cái cảm nhận cho cô gái bên kia. Cô gái bên kia cũng rất là bản lĩnh. Chính vì thế nên trong mọi công việc anh ấy có thể quyết định rất nhanh, nhưng trong tình yêu mình nên quyết liệt hơn nữa, mạnh mẽ chút xíu nữa nha chàng trai của tôi. Chúc thành công. Cảm ơn anh đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn em. Dạ, xin mời. Xin cảm ơn. Em cảm thấy hết sức là tiếc nuối. Khi nhìn vào Thắm á, em thấy bản thân em ở trong Thắm rất nhiều. Như Thắm nói là Thắm chủ động về tất cả mọi thứ, kinh tế, về điện, về nước, về Thắm có thể làm tất tần tật. Nên Thắm chỉ cần tìm một người đàn ông có thể chia sẻ. Bên đàn trai cũng chia sẻ được, cũng thông cảm được. Nhưng vấn đề là anh ấy chưa nói ra được. Tại sao anh không nói? Thì anh chưa quyết liệt, có thể là anh còn hơi nhút nhát chút xíu trong tình cảm. Chính vì thế nên bây giờ anh còn đang ế. Rất hy vọng cả hai bạn sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình một cách đúng nghĩa. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Mời đàn trai. Rồi, ngồi đi em. Xin mời bạn gái. Rồi bây giờ em trai giới thiệu sơ sơ lý lịch của mình.
Dạ, em tên là Minh Toàn, hôm nay em 26 tuổi, em đến từ Long An. Công việc hiện tại của em là nhân viên kỹ thuật của công ty bê tông. Minh Toàn, 26 tuổi, Long An là ở huyện nào? Dạ, em ở huyện Đức Hòa. Đức Hòa, em làm việc ở Đức Hòa luôn hả? Dạ, em làm việc Đức Hòa, nó gần nhà em luôn. Minh Toàn hay Minh Đoàn? Dạ, Minh Toàn. Minh Toàn, T-O-T-A-T-A, anh N-H Toàn. Ủa, Toàn mà có anh H ở trong đó nữa hả anh Linh? Tức là vậy nè, em nghe bạn giới thiệu, em cảm giác như là ca sĩ bước ra sân khấu giới thiệu. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phạm Minh Toàn, mình là 20 mấy tuổi, mình đến từ Long An. Nói nhiều khi ta nói nhanh mà không nghe thôi. Đúng rồi, mình nói chậm chậm lại nha. Nha Toàn. Ta đổ bê tông mà sao nói chậm được. Đổ rồi. Nói chậm là nó bê tông nó cứng hết trơn, sao đổ được. Bây giờ xin mời bạn gái giới thiệu về bản thân mình. Dạ, em chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh, chào các giả. Em tên là Nguyễn Thị Thu Ngọc. Em 24 tuổi, sống và làm việc tại Long An ạ. Em làm công việc gì? Dạ, dược sĩ ở bệnh viện khu vực Cần Giuộc ạ. À, dược sĩ. Em Ngọc. Ở Cần Giuộc luôn hả? Dạ. Vậy là hai bạn này cùng quê Long An, như ở hai nhánh khác nhau. Bây giờ mình cho bên kia biết những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Toàn. Dạ, ưu điểm của em thì nó ít anh. Mình nhược điểm thì hơi nhiều. Ưu điểm là gì? Ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng thôi. Vui vẻ hòa đồng. Gì nữa Toàn? Dễ nói chuyện hơn, dễ tiếp cận hơn. À. Còn nhược điểm em thì nó nhiều lắm. Có đôi khi là nhiều cái là nó nhiều. Nói nhiều, nói nhanh. Dạ đúng rồi, nó nhiều, nó nhanh. Đôi khi là sợ đến trước đám đông. Sợ đám đông, gì nữa? Cũng nhiều lắm đây, hút thuốc nên hút thuốc được có nhậu nữa. Nhậu nữa? Không, ít anh chứ không nhiều. Mấy ông đổ bê tông nhậu dữ lắm luôn à. Ít anh ơi. Em đổ bê tông là em lái xe đổ hay là? Dạ không, em là kỹ thuật. Kỹ thuật bê tông tức là đo coi bao nhiêu bao nhiêu khối rồi. À, bao nhiêu khối ha. Dạ, em tới em kiểm tra chất lượng của bê tông rồi luôn. Mời đàn gái. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, tự lập. Nhà thì có ba chị em nên là em tự nấu ăn rồi được hết anh. Rồi còn khuyết điểm của em? Khuyết điểm là hay quên, ghen với lại nóng tính chị. Hồi đó em quen bạn trai, em hay vô Facebook bạn trai mà like hình gái một cái là biết tay em đó anh. Trời ơi, chết rồi, sao căng vậy em? Ta like bình thường thôi mà. Like thả tim là em không chịu luôn anh. Vậy đó hả? Em vào em thấy là like với lại giống như thả tim đi rồi em làm gì? Em nói luôn. Em nói là anh làm gì làm em biết hết rồi đó nha. Trời, nhưng em không nói đâu. À. Vậy cũng hơi ghen đó em. Mình nói chút xíu đường tình duyên của mình đi Toàn. Thì em trải qua được hai mối tình ạ. Hai mối tình. Đáng nhớ rồi. Tại nó còn mấy cái lặt vặt nữa. Lặt vặt khi đổ bê tông á hả? Dạ không, hồi sinh viên thôi. Mối tình dài nhất là bao nhiêu năm? Dạ được 2 năm ạ. 2 năm. Mối tình mới nhất đây là? Không, được 2 năm nhưng mà cách đây cũng khoảng chắc cùng 2-3 năm gì đó. Lý do tại sao mình chia tay hai mối tình? Chắc trong thời gian đó em còn là sinh viên, còn trẻ, chắc chưa thấu hiểu, chưa lắng nghe rồi được. Nhưng mà có lý do cụ thể không? Em là phải tiếp người thuộc dễ bị ảnh hưởng của tác động bên ngoài không Toàn? Dạ có chị. Hả? Ví dụ như là bạn em đi chê bạn gái của em hoặc là nói những điều không hay về bạn gái của em thì em có dễ bị tác động không? Hồi đó là mối tình đầu tiên em bị đó rồi chị. Người ta chê là cô ấy là xấu, là không biết làm nấu nướng là được. Cái em chia tay luôn? Dạ, tôi chồng có hơn tháng à. Ờ, cũng chưa là gọi là cái gì hết. Vậy con Ngọc? Dạ em cũng trải qua hai mối tình chị. Mối tình cuối cùng của em là chắc tại em ghê quá nên chia tay. Với lại anh ở thành phố còn em ở Long An nên tình cảm hay nhạt nhòa nên cũng không nhắn tin, không liên lạc gì luôn. Tôi là tôi ấn tượng cái cô bên đó rồi đó. Ấn tượng cái giọng nói nè. Ấn tượng cái vụ like Facebook thả tim mà chia tay nè. Tôi qua tôi coi coi nó làm gì khó gì vậy. Chào em gái. Hồi tiếp đi thì anh ngắm đàn gái coi sao. Em nói là em chia tay mối tình thứ hai bởi vì em quá ghen. Mối tình thứ nhất là em ghen giận dữ nữa. Mối tình thứ hai là em ghen thôi. Dạ nên làm sao ghen giận dữ ghen? Dạ, em dữ lắm, em nóng tính, em nói chung là em dữ, em không đập phá chỉ là em điện thoại hoài mà không nghe em bực bội lắm. Bây giờ này em phát hiện ra người yêu em thả tim Facebook, like tùm lum hết trơn thì em sẽ làm gì? Em chỉ nói là anh làm gì làm em biết hết rồi đó, đừng để em thấy like đâu nữa. Anh thả tim nữa. Em không thèm nói chuyện luôn. Ngày mai ông like ông thả tim nữa. Vậy là cho anh đi theo người đó luôn rồi đó. Vậy thôi đơn giản quá vậy trời. Nếu mà em nói mà anh đó rút kinh nghiệm được á thì vẫn bình thường. Còn cái này anh vẫn thả tim, anh cứ like vậy thì anh ủa cứ em like không nói gì đâu đi. Em nói tôi biết rồi đó mà. Tôi biết rồi đó mà. Bởi vì em chưa có rõ ràng để người ta hiểu được. Đôi khi em ghen vô cớ. Biết đâu những người đó là bạn thân người ta, bà con anh chị em hay hàng xóm gì của người ta cũ. Ta like thả tim rồi sao? Mình phải tìm hiểu nguyên nhân chứ. Mình hãy rõ ràng với việc đầu tiên. Mình hãy thẳng thắn cảm xúc của mình. Em không thích anh làm như vậy. Chứ đừng nói ừ tôi biết rồi đó. Sau khi chia tay bạn trai rồi, bạn có bạn trai nào có vợ, có mời đám cưới đám hỏi gì không? Bạn trai đầu tiên có vợ rồi. Em cũng mong đợi bạn đó mời đám cưới mà không mời em. Ủa sao vậy? Em mong đó đám cưới. Đặng cái gì em lồng lộn đẹp hơn cô dâu mà không mời em. Trời ơi, em tính gì luôn á hả? Dạ mà không mời em gì hết trơn. Ủa dữ vậy trời. Dễ sợ luôn vậy anh. Em giữ vậy luôn hả Ngọc? Dạ. Ủa có gì đâu giữ anh. Thì bây giờ mình đợi bạn trai cũ mời đám cưới mình.
cái động thái đầu tiên khi mà xuất hiện ở đám cưới của người yêu cũ, mình phải đẹp cái đã. Người ta tới chúc phúc cho người ta thôi, mình chịu nhún nhường chút xíu đi, cái ngày vui của người ta mà. Như vậy mới là phụ nữ. Thôi, cái đó phụ nữ ngày xưa rồi, phụ nữ hiện đại tới mình chúc phúc, thậm chí mình chấp nhận xấu hơn người ta chút để cho người ta đẹp ngày đó ngày. Không, em cũng vậy. Cái ngày đó ngày trọng đại của người ta đâu phải ngày của mình. Ngày trọng đại của người yêu cũ của với người yêu cũ. Thì kệ người ta. Hả? Mình tới chúc phúc cho người ta đi mà. Trời, mấy người phụ nữ thì thiệt sao không hiểu tâm lý gì chứ. Anh mới kỳ á. Anh đó nha, nếu như mà người yêu cũ anh đi lấy vợ đó, đi quên. Hả? Anh vừa nói gì? Nói lộn. Khoan, anh Linh, anh vừa nói gì? Nói nhầm, nếu người yêu cũ của anh đi lấy chồng, nếu mời anh sẽ tới, anh về đám cưới. Thậm chí anh sẽ là người thấp hơn người yêu cũ của mình luôn. Anh, để mình trân trọng cái đám cưới tao như thế, mình mới quý, mới yêu cái người yêu cũ mình. Anh, bởi như vậy anh mới là Quyền Linh. Còn em và Ngọc đây, tụi em sân si lắm. Tiêu chí của tụi em tới đám cưới người yêu cũ là phải đẹp hơn nhỏ cô dâu. Đúng không mọi người? Không ai được. Bánh bè dưới bố tay. Rồi Ngọc, bây giờ em đến với chương trình, em mong muốn em tìm được một người đàn ông như thế nào? Dạ, dễ nhìn, không hút thuốc, không uống rượu bê bết, nhưng đủ để uống với em là được. Em uống được tủ lượng em khoảng dạ, một hai chai. Rồi gì nữa nè? Không gia trưởng. Cụ thể cái người đó hình tượng sao dễ nhìn? Không hối, không hô, mất hai mí. Rồi gì nữa nè? Dạ biết nó ăn một xíu, lo cho gia đình, tự lập. Ngọc ơi, thay đổi chút đi. Chào Toàn. Dạ. Nãy giờ em nghe bạn gái và chị chia sẻ thì em thấy như thế nào? Em thấy cô ấy cũng khó tính á, mà tính cũng ngay thẳng. Gia trưởng thì không có gia trưởng rồi. Ừ. Hút thuốc thì từ từ em sẽ bỏ được. Nhậu nữa kìa. Không, nhậu thì em sẽ giao cho cô ấy thôi. Em ấy sẽ thay đổi. Ừ. Không hút thuốc, từ từ. Nhậu thì nhậu chung với cổ thôi, không nhậu với ai hết. Em thích một người con gái như thế nào? Thì em thích người con gái là hiền lành, đừng có cọc cằn, nói chuyện nhẹ nhàng thôi rồi. Không hiền đại quá, có nét gì đó gọi là nét đẹp truyền thống trong đó. Nên vậy nó sẽ đẹp hơn. Còn về ngoại hình thì em mong muốn một cô gái như thế nào? Cao trên 1m55 mà vậy, thân hình là nhỏ nhỏ vừa nhìn thôi, cũng không còn mập lắm. Em nghĩ là em thiệt thuộc tiếp người phụ nữ hiện đại hay là truyền thống? Dạ em giữa giữa, muốn em hiện đại em hiện đại, truyền thống thì em truyền thống chị. Bên chị muốn cỡ nào cũng chơi được cái đó đó. Với lại là tóc thì tóc đen dài miếng nữa. Tóc đen dài. Dạ đúng rồi. Không thích tóc ngắn. Dạ. Bên này tóc tém luôn á, em thấy sao? Dạ cũng được. Được hoặc là không được, đừng cũng. Dạ được. Kẹt, à được đúng không? Kẹt quá cũng được. Có nhộm không chị? Nhộm. Nhộm nâu nâu giống tóc chị vậy nè. Một mình sẽ thuyết phục là nhộm là màu đen. À trời. Thuyết phục. Ừ. Quan trọng là trái tim, quan trọng là tấm lòng. Vậy là em sống với gia đình hay em sống một mình? Dạ em sống với gia đình. À được, hai anh em. Hai anh em. Dạ em là Út, anh hai thì có vợ của con rồi. À. Ở đó luôn. Không, anh hai em thì ở bên vợ. À vậy là nhà vợ con mình em đúng không? Dạ, dạ con mình. Vậy là nếu lấy vợ về làm dâu. Dạ. Cái kế hoạch đó, cụ thể về kinh tế cho tương lai thì em tính như thế nào? Dạ, mốt thì chắc thu nhập của em là sẽ đưa cho vợ em giữ. Còn bây giờ thì trước mắt thì em tính là ở chung đi. Mới mốt mình làm mình tiết kiệm một khoản nào đó, mình cắt cái nhà qua kế bên. Chắc khoảng trong vòng 3-4 năm rồi chị. Em có quan ngại cái chuyện làm dâu không? Dạ em không ngại nhưng mà em không thích. Bé thẳng thắn vô cùng. Sao em không thích? Tại vì chị mấy chị em làm dâu thấy em thấy cực quá. Nếu mà ở riêng thì em lo cho bạn trai được mà, em nấu ăn được mà. Quan điểm của bạn gái là muốn ở riêng. À, không thích luôn ở chung luôn. Nhưng dạ, mà ở chung bên á, nhà cũng được anh. Khi mình sinh con á là ông bà có thể giữ cho mình được. Mình ở riêng là thiệt thòi lắm luôn á, coi lại đi. Dạ không sao đâu, em ở với em của em từ nhỏ tới lớn nên không sao hết anh. Ở đó là ba mẹ em đi ghe là hồi lúc em học lớp 5, lớp 6, lớp 7 là em ở với hai đứa em của em là từ nhỏ tới lớn mà. Cá tính thì sợ luôn. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, Ngọc đi với ai? Em đi với em gái. Hai chị em kìa như hai búp bê vậy. Dạ, xin chào mọi người ở trường quay và chào chú Quyền Linh và chị Nam Thư. Em tên là Ngọc Duyên, là em của chị Thu Ngọc. Hôm nay em đến để góp ý chị tìm người yêu ạ. À. Thấy sao anh, để sao? Dạ em thấy anh cũng được ạ. À. Nhưng mà chị em thì không thích làm dâu cho lắm. Nên là anh có gì suy nghĩ lại. Em năm nay nhiêu tuổi rồi bé? Dạ em đang học, chuẩn bị lên đại học ạ. À. À chuẩn bị lên đại học hả? Dạ. Rồi đưa Miro cho chị gặp kế bên luôn. Chào bé. Dạ em tên Lệ Hằng. Em tới đây để góp ý kiến để tìm người cho chị. Gia đình này cùng một tem giọng nói. Em thấy sao? Anh rể tương lai làm sao? Dạ, em thấy cũng được. Nhưng mà có mấy cái chị em không thích nên cần nên khắc phục lại. Không có hạn chế được em, từ từ sẽ bỏ được. À, hút thuốc thì anh giảm bớt cũng được. Còn chuyện làm dâu thì anh nên suy nghĩ lại. Tại vì chị em cũng không thích chuyện đó. Chị em không thích làm dâu, tại sao? Dạ, tại vì hai bên ngoại thấy anh chị cô bác làm dâu thấy cũng cực khổ lắm cho nên trời là ơi. Sợ chị cực đúng không?
về mời cả nhà chúng ta mở chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu ra coi. Rồi thấy làm dâu giờ sướng lắm. Thậm chí làm dâu mẹ chồng là người cực nữa đó. Dạ nhưng có nhiều trường hợp anh ơi. Nhiều người thì người ta cưng, còn nhiều người thì người ta lại không thích. Em cũng không muốn chị em làm dâu và cực. Cũng được, đó là quan điểm thôi ha. Hai bé có vẻ thương chị quá ha. Thương chị quá. Bây giờ mình hỏi ý kiến đàn trai đi, chứ đàn gái là vậy rồi đó. Đàn trai đi với ai? Dạ em đi với bạn em, đồng nghiệp của em nữa. Chào em trai. Dạ, em chào quý vị khán giả ở trường quay và anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Em là bạn học của Toàn. Theo em nhận xét á, thì hai bạn thì cũng có những cái điểm mà tương đồng, nhưng mà bạn Ngọc cái tính bạn ấy có nhiều cái điểm mà hãy kìm được Toàn, là ở cái điểm như Toàn hay ngang á thì có thể tìm kiếm được. Còn lại thì Toàn rất là hiền hòa đồng nên rất là dễ trong cái việc tiếp xúc, nên bạn đừng có ngại. Về cái chuyện mà mẹ chồng nàng dâu á, thì ở nhà Toàn, mẹ Toàn, cha Toàn rất là hiền, nên cái chuyện đó không phải như là những cái gì mà mấy bạn tưởng tượng ra là nhà mà có mẹ mà như phù thủy hay sao đó, thì đó không phải đâu. Bạn cứ làm dâu, bạn cứ thử được đâu, dạ. Thuyết phục cũng được đâu. Chương trình đã tạo cho mình một cái duyên để kết nối với nhau, thì hai bạn có thể trân trọng cái điều đó để mình cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn đàn trai. Mình đã gặp gỡ cả hai bên gia đình rồi, bây giờ để hai bạn trẻ gặp mặt nhau đi. Kéo rào. Không gian này là của hai bạn đó. Bắt đầu đi Toàn. Chào anh. Ủa hai đứa mới đổi đồ nhau hả? Tức là đưa qua cái đổi đồ phải không? Dạ. Mình tặng quà thì mình phải nói như thế nào chứ nè. Làm lại đi nào. Rồi đi gặp mặt, đứa muốn quà tặng em. Em cảm ơn, em tặng anh. Rồi Ngọc tặng cho Toàn cái gì vậy? Anh dở luôn ạ. Dạ anh mở coi cho anh. Em lấy tặng bao tay, mong là nếu mà mình có cơ hội quen nhau thì anh sẽ chở em đi chơi, đi du lịch khắp đâu, mọi đâu, nơi. Đâu đâu, dở lên chị coi á. Bao tay đi phượt chứ. À, bây giờ Toàn và Ngọc mình nhìn nhau, mình hãy nói cảm nhận về nhau như thế nào. Thường thì công việc anh có bận lắm không? Công việc của anh thì cái lịch anh nó lên lên lắm, cái thời gian anh cũng lên lên. Không có cái giờ giấc thì anh không xác định rõ được. Vậy lỡ như không có tuần nào anh xuống anh thăm em rồi em ghen quá mức rồi sao vậy? Anh sẽ trao được cả mật khẩu, Facebook hay Zalo đem hết. Đem hết luôn hả? Đem hết. Anh đặt hết niềm tin ở em luôn không? Qua cửa đầu tiên rồi đó. Không mà nghe quấy cũng khó chị ơi. Nhìn vậy chứ em dữ lắm mà nha, anh chịu nổi không? Đừng nói nó là được, cái thay anh bự coi chứ anh sợ đau lắm. Ngọc em nghe kịp anh Toàn nói không? Dạ nghe kịp, em cũng hay nói nhanh lắm chị. Bây giờ hai đứa nói chuyện tốc độ bình thường như nói chuyện nhà thứ coi. Hồi nãy em nói nhà em ở đâu? Em ở Cần Duộc, Long An. Anh ở thành phố hay là ở Đức không, Hòa? Hiện tại là ở Đức Hòa, ở nhà luôn. Ở nhà chung với ba mẹ. Em suy nghĩ sao về vấn đề làm dâu? Em vẫn không thích. Nếu bây giờ là mình ở chung khoảng chừng bao năm đó, sao mình cất nhà ở riêng nhưng mà ở gần sát bên cha mẹ được? Nếu như mà anh tạo cho em niềm tin để anh nói 3-4 năm thì em sẽ tin anh. Công việc của em là một tuần em rảnh được mấy ngày? Em làm giờ hành chánh từ thứ 2 đến thứ 6, 7 chủ nhật em làm phòng khám. Em rảnh từ buổi trưa tới buổi tối, còn buổi sáng thì làm phòng khám từ 5 giờ sáng tới 8 giờ sáng. Ngọc, em có thích bạn trai mà kiểu là cơ bắp? Dạ có, em thích cơ bắp, em thích tay. Có cơ bắp không? Có mà yếu trời. Nó yếu hả? À? Muốn kiểm tra không Ngọc? Dạ được. Rồi vô. Đây chị cầm bông cho. Sao hoang mang vậy? Không, em đang sợ chơi. Rồi kiểm tra. Em nói em giữ chứ em không có đánh ai đâu, anh đừng lo. Sợ. Ủa vậy là xong hả? Dạ có cơ. À, bây giờ mình nắm tay nhau một xíu đi. Đó, hai bạn nắm tay nhau đi để cảm nhận về nhau rõ ràng hơn. Mình nắm tay. Dạ. Chứ không phải mình đi nhậu mình bắt tay. Dạ, thì em đưa tay lên. Nhớ lại ngày nào bàn tay mình nắm bàn tay. Rồi đó. Nắm tay 30 giây, nhìn vào mắt nhau, đừng nhìn xuống bàn tay. Có thử mình, cảm xúc mình như thế nào? Ngoài tưởng tượng luôn chơi. Ngoài tưởng tượng là xấu hơn thành tưởng tượng luôn á. Anh đẹp hơn em, đẹp anh hơn mà cá tính luôn. Thích người cao 1m55, em chỉ có 1m50 à. Không, không sao đâu, đi guốc lên cũng được. Em nghĩ sao vậy anh? Anh cũng to hơn em tưởng. Tay đứng nó hát tặng luôn đi. Không tay tiếp đi đâu, chưa có xong câu chuyện mà. Em hát đi. Em hát đi anh nghe. Định mệnh cho ta gặp nhau, em với anh không rời. Hãy tin em thêm một lần anh hỡi. Những đam mê bao lời yêu, bao ái ân ước hẹn, làm cho ta tin và yêu nhau hơn. Dễ thương. À, dễ thương lắm á Ngọc. Em là cái người rất là ấn tượng khi nói chuyện bất kỳ ai. Cái tính hơi khó chút xíu thôi. Bớt khó chút xíu nữa là anh nghĩ rằng em là người rất nhiều bạn trai theo đuổi luôn á.
Hôm nay thì em cảm nhận cái người đối diện của em thế nào? Dạ nhìn cũng được, nhưng em vẫn không thích làm dâu. Hả? Nhưng em vẫn không thích làm dâu. Nhìn anh cũng được. Mình có cái nhà ở riêng, nhưng mà ở gần. Sao dạ, ở gần được. Em qua chơi với ba mẹ anh thì cũng được, nhưng mà em thích ở riêng để có nhiều cái riêng tư hơn. Có thể sáng em dậy sớm em qua bển nấu ăn cho ba mẹ ăn. Em quan điểm thế nào về tình yêu? Yêu là hướng về nhau mặc dù hai người ở xa nhau. Còn Toàn? Em thì không bao giờ đem người mình yêu ra so sánh với bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì luôn. Nếu cô ấy giận, cô ấy ghen, em sẽ làm gì? Em thế nào cũng phải điện thoại nói chuyện, còn không làm đều thế sao? Kiếm gì đó nói hoài luôn. Nếu cô giận luôn em sẽ làm gì nữa? Cũng phải lẽ đẻo theo năng nảy. Từ nãy tới giờ các bạn nói chuyện, các bạn tìm hiểu nhau. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành việc bấm nút. Để tay mình nút bấm đi các bạn. Bấm nút hay không bấm nút là quyền các bạn. Kiểm tra con tim mình lần cuối, xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình không các bạn. 3 2 1. Hết thời gian. Em không bấm. Dạ, em không bấm không phải là anh hết cơ hội. Nhưng mà em sẽ cho anh một cơ hội để chúng ta làm bạn. Và nếu có cơ hội nữa thì chúng ta sẽ đến với nhau. Ngọc đã không bấm nút ngay từ đầu. Toàn là một người chàng trai rất là bình dị, thật thà, chất phác. Trên sóng truyền hình có rất là nhiều người xem. Rất nhiều cô gái sẽ bấm nút cho Toàn. Và rất nhiều chàng trai cũng sẽ bấm nút để tìm đến Ngọc. Đừng lo điều đó. Bạn Nguyễn Hòa không chỉ kết nối tại sân khấu mà tôi kết nối cho tất cả mọi người xung quanh nữa. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của